Chào các bác nhá. Như các bác thấy, đây là cái bộ quần áo bảo hộ bắt ong nhá. Hai anh em gọi tắt nó là quần áo bắt ong. Thì cái bộ này là cái chất liệu là hàng cao cấp nhất hiện có trên thị trường. Bằng da rất là dày, đảm bảo an toàn cho các bác là ong đốt không bị xiên. Thế nhưng mà đối với ong màu vẽ, ong màu rời thôi, còn ong đất thì độ nguy hiểm nó quá là nhiều. Nhưng mà cái bộ này vẫn chơi được nhá các bác nhá. Nhưng mà vấn đề các bác dùng cái bộ này đang gặp phải là các bác đi bắt ong bầu rời. Ong bầu rời hay một số nơi gọi là ong cắn lá, ong ăn lá, ong trên cây ấy. Cái tổ nó rất là to ấy. Cái ong này cực kỳ là dữ. Con thì nó chỉ một nó màu đen. Con thì to chừng như con ong bò vẽ thôi. Nhưng mà loài này rất là hung. Các bác tới gần một cái thôi, rung cây một cái thôi là cả đàn nó rơi xuống, nó ập vào luôn, nó đuổi. Nha các bác nhá. Cái loại này ấy, thì số quân rất là đông. Cái ong này ấy, thì nó nguy hiểm, đốt thì nó bình thường thôi. Nhưng mà nguy hiểm nhất là nguy hiểm ở cái nước đái của nó nhé các bác nhé. Nước đái của nó là cực kỳ độc, cực kỳ sót. Đái vào mắt là còn sót hơn là bị đốt luôn đấy. Thì bây giờ anh em đang gặp vấn đề là hay bị ong nó đái vào mắt. Cho dù là đã có cái kính bảo hộ rồi, có kính bảo hộ này rồi ấy, thì là ong nó đái nó không trực tiếp vào trong mắt được. Nhưng mà khi nó phụt vào trên trán, phụt ra phía vành ngoài này, thì các bác làm, các bác trèo cây, các bác thao tác, nhất là các bác trèo cây nhá, thì hay phải ngửa mặt lên mà thao tác thì nó sẽ ra nhiều mồ hôi, nó nóng. Thì lúc đấy nước đái nó lại, nước đái của ong ấy nó sẽ kết hợp với mồ hôi nó chảy xuống cái kính này. Thì khi đấy các bác bắt đầu lại lấy tay dụi là nó vẫn cứ vào mắt bình thường, là vẫn bị độc bình thường nhá. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bác một cái cách gọi là khắc phục và chống ong đái cho cái bộ quần áo bắt ong cao cấp này. Đây là cái miếng lưới này, lưới trước mặt nhá. Thì khi các bác mặc vào, các bác lưu ý là các bác phải đội mũ bảo hộ vào nhá, đội mũ bảo hiểm vào. Thì đã cái lưỡi chai này nó chìa ra ngoài, nó đẩy cái chỗ lưới của mình này, nó cách xa mặt của mình. Thì bây giờ như vậy ấy, là cái phần mắt của mình ấy nó nằm ở khoảng này nha các bác nhá, mắt mình nằm khoảng này. Thì sợ nhất là ong nó bu thẳng vào đây. Đối với cái ong bầu giờ ấy, đảm bảo với các bác nó bu đen kín mít luôn, các bác không nhìn thấy gì luôn. Các bác lấy tay vuốt ra luôn. Thì nó bô vào đây cái là nó cong đít và nó đái vào trong. Đái vào trong này nó phun thẳng vào mặt của mình nhá. Thì bây giờ để chống cái tình trạng như vậy ấy, thì các bác kiếm đến một cái bóng kính. Cái này các bác phải chịu khó nhá. Có thể là một lần làm này thì bắt được vài tổ thôi, xong mình phải làm lại. Các bác kiếm một cái bóng kính như này, thật là mỏng, càng sáng càng tốt nhá. Đây, các bác để vào đây. Để vào đây. Sau các bác lấy băng dính, các bác dính lại. Đây tôi sẽ làm thử cho các bác luôn. Cái này tôi đã chuẩn bị một cái bóng kính rất là mỏng, cực kỳ mỏng luôn. Càng mỏng và càng sáng bao nhiêu ấy, thì các bác càng dễ quan sát nhá, càng tốt nhá. Đấy. Các bác lưu ý này, đây là cái vành trên này, các bác để chớm lên vành trên luôn, để chớm lên vành trên để cho nó chống ong nó chui vào. Đây, cái này mà các bác làm không kỹ, ong nó chui vào trong thì nó vẫn như vậy thôi, nó vẫn bị đái bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ hạn chế rất nhiều ấy. Chứ còn nếu mà không làm cái này thì là nó bu kín mít thì là nó sẽ đái nhiều hơn. Đây các bác để ý này, mắt mình nằm ở khoảng này, nếu mình bịt cả cái này thì nó sẽ rất là bí, nó rất là bí hơi nhá. Các bác bịt hơn một nửa thôi, bác bị tới đây thôi này, đấy, bị tới đây, cái khoảng này này khoảng dưới cằm, dưới miệng của mình nhá. Thế ong nó có đái vào nên nằm ở phía dưới, mồ hôi nó chảy xuống dưới, không bị tràn lên mắt nhá, không bị cay mắt nhá các bác nhá. Đây các bác để với kính bóng vào đây, lấy bằng dính trắng nhá, lấy bằng dính trắng, các bác dính lại một nửa phía túi bóng nhá, một nửa túi bóng này, một nửa các bác dán sang cái bộ quần áo này. Cái loại này thì nó là chất liệu bằng da. Khi các bác dán bằng dính vào ấy, đây các bác nhìn này, nó mút rất là tốt đấy, nó không dễ mung đâu, nó rất dính đấy. Đó. Các bác dán hai bên lại. Đây nhá, các bác dán lại này. Thì cái này mình phải chịu khó chấp nhận thôi. Nó bị xước hay là nó bị bật bằng dính thì mình phải dán lại nhá. Mình phải kiếm cái miếng bóng dính khác mình dán lại. Các bác dán ba mặt luôn nhá. Đấy. Hai mặt hai sườn này. Hai mặt hai sườn, một mặt ở trên. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nó tối, hơi tối các bác hơi khó quan sát đấy. Thì nó sẽ như này. Thì con ong ấy nó chỉ bám vào đây thôi. Thế còn cái này mà các bác sợ mà nó chui vào trong này ấy, sợ nó chui vào khe vào đây được ấy, thì các bác dán cho một thêm cái đường đây.
gắn thêm một đường dưới này nữa. Gắn đường dưới này để cho nó chờ xuống lưới ít thôi các bác nhé. Rồi thì khi các bác thao tác làm, các bác chèo lên cây, nó có bu kín mặt của các bác ấy, thì đây là bu vào chú bóng thôi. Các bác lấy tay có phưỡi ra, chống được ong đái vào trong này nhé, là các bác được an toàn. Đấy, các bác an toàn nhé. Thì như này ấy, là nhiều khi là các bác sẽ không cần phải đeo kính này nữa, không cần phải đeo kính gì nữa, tại vì phần mắt mình nằm ở trên này rồi, nó chỉ còn chỗ này một ít để cho nó thoáng thôi, nó không bị bí, là mình thở nó hơi ra, và khi mình thở thì nó cũng lên cái ô thoáng ở trên này đấy nhá, ô thoáng trên này. Đấy, thì là đảm bảo với các bác là an toàn luôn nhá, an toàn tuyệt đối luôn, không bị ong đái. Nên đây là tôi chia sẻ với các bác là cái cách đơn giản nhất để chống ong đái khi các bác đi đánh ong nhé, đặc biệt là cái ong bầu rời. Thế còn mọi thông tin chi tiết về cái bộ bảo hộ quần áo bắt ong thì các bác vui lòng liên hệ với lại shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Tân Yên Bắc Giang với 5 cái đầu số điện thoại này. Shop sẽ nhận ship hàng COD đi toàn quốc, các bác mua hàng thì vui lòng alo trực tiếp cho nhanh và cung cấp cho shop họ tên, địa chỉ, shop sẽ gửi về tới nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, có nghĩa là các bác bóc có hàng ra xem và kiểm tra như này đầy đủ hết, sau đó các bác thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Shop ship COD đi toàn quốc, các bác ở mọi vùng miền tổ quốc đâu đâu cũng mua được các bác nhé, đâu đâu cũng mua được, rất là đơn giản, không cần phải đặt cọc, các bác chỉ cần alo trực tiếp đến shop nhé. Đây đây là chia sẻ với anh em cái cách gọi là chống ong đái, nó rất đơn giản thôi, nhưng mà các bác chịu khó làm đi thì sẽ tránh được cái tình trạng bị ong đái nhé. Anh em đi khai thác ong mò rời cũng biết rồi, nó đái không vào mắt thì nó vào trên trán, vào trên đầu, thế rồi mồ hôi nó ngấm vào là nó chảy xuống thì nó cũng rất là nguy hiểm, cũng rất là cay mắt. Thế nhưng mình làm như này là nó chống được cái, nó đái ở phía trên đầu mình, trên đầu, trên trán, trên mặt mình. Thế còn cái phần này một tí thì nó sẽ phụt vào trong cái chỗ cằm, chỗ cổ thôi, nhưng mà để cho nó thoáng. Thế các bác mà dùng thử đi, các bác mà thấy bịt như này mà nó vẫn dễ chịu, nó vẫn thoáng thì các bác bịt cả luôn cho nó hết luôn. Nhưng mà theo tôi nghĩ là nên để một cái khoảng dưới này cho nó có thông hơi nhé, tốt hơn nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau. Anh em đang theo dõi kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhé. Rồi xin chào.